thì MC Mỹ Huyền xin gửi đến toàn thể quý vị một ca khúc được mang tên Đã Không Yêu Thì Thôi trên nền nhạc remix. Xin quý vị cùng lắng nghe. Xin mời tiếng hát của chị Nhí với bài hát Tự Chọn. Xin một tràng pháo tay để chào đón tiếng hát của chị Nhí được.